Mình thẳng chân ra đâu được đâu đúng không? Thẳng chân đâu cũng được, chỉ là nằm vậy thôi. Rồi mai mốt là bây giờ là các bé nó còn nhỏ nè, mai mốt rồi lớn làm sao? Lớn thì cho nó ngủ qua nó giường. Rồi sao mình không mua giường thêm? Tại vì không có tiền. Cái tuổi 7 tuổi. 7 tuổi. Nhân 7 tuổi rồi nhân có đi học không? Không. Dạ không chứ. Rồi nhân hàng ngày nhân làm việc gì? Nhân ăn cơm chưa? Dạ là mua hết tiền con luôn thôi à. Còn tiền đổ xăng là được rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì tiếp tục hành trình Bùi Hồ đang có mặt tại huyện chợ mới cô bác quý anh chị của tỉnh An Giang để tìm nhiều hoàn cảnh của anh này đi bán vé số nè. Dạ. Em tên Phạm Thị Trang. Chị Trang hả? Dạ. Vé số. Không có sao. Dạ. Chị hôm nay chị có bán không? Dạ có nè. Vậy hả? Dạ. Ngày bán được nhiêu tờ? Ở nhà chị ở đâu? Dạ nhà. Bên đây, còn bên đây là sao? Cũng nó cũng em luôn này, bên đó về ngủ là ngủ đó. Ngủ mà sao che tấm lưng xu. Trời mưa ướt hết trơn à. Dạ. Ướt hết. Anh đâu? Kìa. Kìa anh. Ta kiếm lá kìa. Con đứng nè, con đứng nè. Anh đứng lại đây. Rồi. Quý Ngọc qua đây. Mấy cháu? Dạ 5 cháu luôn. Lại chổng kìa, lại chổng kìa ngồi. Ê không sao. Ê chào anh nha. Qua đây ngồi đi, nói cho các cháu qua đây ngồi đi, không cài gì nữa. Dạ. Qua đây đi. Đây là nhà của mình đấy hả? Nhà này là nhà mẹ hay sao? Đó là nhà mẹ. Bây giờ qua bên đây mình hỏi đi. Vô ngồi đi con. Vô đây nè con. Ôi. Đâu bây giờ giới thiệu cho em biết là nhà mình có bao nhiêu thành viên vậy? Được 5 đứa. Anh 5 đứa hả? Dạ. Ngồi được không? Mình ngồi bên đây được không? Quần áo lũ khủ hết à. Ủa vậy rồi mưa tạt không ta? Dạ mưa tạt. Mưa tạt hết trơn. Ở đây còn đỡ, hôm trước ở ngoài sau á che tấm lông xu ướt hết trơn, mẹ con ướt hết trơn. Dạ. Tôi mới thấy vậy tôi mua mấy tấm tôn rồi tôi lột giày ở rồi tôi bên đây cũng che tấm tôn. Ba là ngoại hay nội? Nội ha. Dạ. Anh năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Còn chị? Dạ 35. 35 tuổi. Ồ, sao em nhìn nãy em nhìn từng chừng 23 24 tuổi hả? Đó, tại 35 tuổi đó. Ồ, nhưng nhìn trẻ hả? Dạ. Đẻ nhiều biết trẻ hay sao? Lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Lớn nhất 16 tuổi rồi. Tên gì giới thiệu cho em biết với. Quý. Rồi bên đây. Võ Thanh Ngọc. Mấy tuổi? 16 tuổi đúng không? Dạ. Này 11 tuổi. Cái này sao vậy? Nói lửng tửng vậy. Tại vì nói vậy đó đó. Còn Ngọc, Quý Ngọc. Bên đây. Bảo. Đây. Này Ngân. Quý Bảo Ngọc Ngân. Có nghĩa là tên của mình toàn là Ngân Ngọc Châu Báo gì không hơn. Là 16 tuổi. Bé này nhiêu tuổi? Dạ bé 11. 11 tuổi. Rồi tới bé nào? Tới bên em hả? Bé này là 7 tuổi. 7 tuổi. Bé này được 5 tuổi. 5 tuổi. Dạ bé này cũng được 18 tháng rồi. Có nghĩa là cách 2 năm mình sanh một lần. Dạ. Rồi bây giờ mình sanh nữa không ta? Sao vậy? Khổ mà không dám sành. Anh tên gì quên mất tiêu rồi. Tên là Võ Thanh Sang hả? Dạ. Còn chị Sang Trang hả? Mai mốt là mong là cuộc sống của mình sẽ sang trang mới. Dạ. Và chồng 36, giờ 35. Thì lấy nhau xong là lúc năm 20 tuổi quá. Dạ. Em lấy lúc 20 tuổi. 20 tuổi xong thì đẻ em Quý này ra luôn. Quý này ra mới tới con này. Là cái công việc chính hàng ngày của anh với chị là bán vé số để nuôi các cháu hay sao? Thì chị bán nhiêu tờ? Dạ bán ngày có 100 vé, bán hết lấy thêm gì đó. Còn anh Sang? Cũng bán ngày 100 vé. Hai vợ chồng được 200 vé. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ta? Dạ bán cũng giờ đi 7 giờ thì cũng được 5 giờ mấy 6 giờ về tới đây. Tại chạy xe đạp á. Dạ. Đi tới đây rồi hơi chậm. Khi mà mình bán thì bà ở nhà nuôi các bé hay là mình đem theo? Dạ, dắt hai đứa này nè, còn bà nội nó dắt con này, còn hai đứa, còn thằng này thì nhỏ thằng này nó giữ. À, có nghĩa là Quý là giữ bên đây. Bên đây. Chị dắt hai đứa nữ, dạ. Hai em gái. Hai em bé này, con này nhỏ này thì bà nội đi dắt. Còn anh? Còn anh thì anh đi bán thì muốn bán thì anh dắt con này, còn không muốn bán thì anh nghĩ anh giữ. 200 tờ là mình lời được bao nhiêu tiền? Dạ, lời được có 200.000 à. 200.000, vậy thì cái việc mà 200.000 đó là nhà mình là tổng cộng là 8 thành viên. Là hai vợ chồng với lại bà nội nữa. Dạ. Với lại 5 em đó là 8 người. Dạ. Thì đủ sống không? Dạ cũng không đủ sống. Không đủ sống là tại mình muốn đông nhà đông con cho vui hay sao? Rồi. Tại vì cơm thì xin cơm tương Thường Thiện về ăn. Chứ không có tiền mua. Dạ. Nhưng mà ý em hỏi là mình muốn sanh đẻ các em cho đông cho vui hay là mình không? Tại vì có bầu chữ chòm không hay. Mình không biết ha. Chị biết chữ không? Dạ. Đánh cơm Điện Thị ăn mẹ. Dạ. Đánh cơm Điện về cho ăn luôn á. Này bà lãnh cơm hả? Dạ. Rồi lãnh từ thiện ở đâu gần đây không bà? Bên Long Xuyên, tôi bán Long Xuyên á. Bà bán số luôn? Dạ. Bà bán nhiêu tờ? Bán cũng có 100 vé mà mới qua bệnh này điểm về còn được 75. Bà có mấy người con? 5 đứa. Nhưng mà chắc anh Sang là đông cháu nhất luôn á. Dạ, Út mà nó đông con, còn mấy đứa kia có 1 đứa 2 đứa. Khi mà mình anh Sang nè, khi nào mình đông các con như thế này là mình lo có cực lắm không? Cực hả? Rồi mai mốt rồi mình tính sanh nữa không anh Sang? Chắc rồi. Sao vậy? Quá quải. Quá quải hả? Ví dụ như là lỡ bé này nó ốm thì mình phải ở nhà mình giữ mất một người rồi. Giữ bệnh. Đúng rồi. Rồi tối thì cái việc mà mình ngủ gia đình mình ngủ như thế nào nói cho em biết với ta. Gia đình mình ngủ đây nè. Ngủ ở đâu? Đây hả? Hôm nay thì ngủ trong nhà chồng với nội. Là nguyên gia đình mình 7 người trong này hả? Dạ được 7 người ngủ đó, 6 người ra, 7 người là nguyên gia đình mình vô một cái giường. Dạ. 7 người vô một cái giường. Tại sao mà không giường này mình không ở? Tại cái giường này bà vợ chồng quá để làm gì biết nữa, rồi mua dột đó, rồi đâu có ngủ được. Tạc rồi đó. Còn nhà trong này? Nhà đó nhà bên bà vợ chồng, còn nhà này nhà sau là bên nhà của em. Có nghĩa là ngăn từ cái đoạn bên đây đến cái vách bên đây là của chị. Dạ. Còn mẹ chồng thì ở bên đây. Dạ, mẹ chồng ở bên đó. Cái nhà của mẹ chồng thì nhìn cô bác của anh chị sẽ thấy nhìn tạm bợ, gáp bởi những cái tấm thiết cũ kỹ như thế này nè. Rồi tối mình ngủ sao đâu, mình leo lên giường cho em coi được không? Em biết mình ngủ sao đâu. Cô bác của anh chị thấy thấy cái xào đồ này của bác của anh chị lũ cũ hết, mà cái cây này có thể một cứ gãy bất cứ lúc nào nha. Trời ơi, cái việc mà ăn mặc thôi, ăn đâu nữ ơi, thử ơi. Đó, anh Sang lên nữ, anh Sang. Quý leo lên mẹ nè. Cọ quậy là có em bé nữa nha. Lên đi vợ chồng. Trời ơi. Công nghiệp cái con. Cọ quậy cọ nào đâu cho em xem nha, nực quá. Bữa nào trên sớm con. Cô bác của anh chị đấy không? Đâu anh Sang nằm sao đâu? Nằm vậy luôn. Tối mình thẳng chân ra đâu được đâu đúng không? Thẳng chân đâu đứng được. Chỉ là nằm vậy thôi. Rồi mai mốt là bây giờ là các bé nó còn nhỏ nè, mai mốt rồi lớn làm sao? Lớn thì cho nó ngủ qua cái giường. Rồi sao mình không mua giường thêm? Tại vì không có tiền. Em thấy bên kia kìa dột hết à, rồi mưa có tạt không? Dạ có tạt. Rồi sao tạt lên đầu mình rồi? Dạ nó tạt trên đầu, ở đây cũng tạt luôn. Cô bác quý anh chị thấy trên này nè. Hồi đó giờ đi quay á, mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn ở sống ở trên kia rất là nhiều. Hôm nay gặp lại thêm ở đây nữa nè. Thôi đi ra đi, giờ này nóng nực lắm. Đi ra. Giáp áo rồi. Anh Sang có biết chữ không anh Sang? Biết. Anh Sang học hết lớp mấy? Nghỉ. Lớp 8 nghỉ rồi. Lớp 8 nghỉ cũng mấy năm. Các bé ở đây được sinh ra là do anh với chị là dở kế hoạch hết hay sao? Dở kế hoạch. Dạ hay. Em cái này là em hỏi thiệt là mình cảm thấy mình sao ta, mình dở kế hoạch để mình sinh các em chứ không phải là mình các em như thế này là mình muốn sanh hả? Đây ừ. Cô bác chú đây, đây là chiếc xe mưu sinh của gia đình của anh Sang nè, anh Sang với lại chị Trang ha, hai người sang trang đó. Bỏ bé lên đây á hả? Đúng rồi, đang đó này nè. Ờ lên đây ha. Chị này ở ngoài sau đó. Ờ. Đây là một cái ba ga ngoài trước, một bé nhỏ đây nữa nè. Rồi nắng quá rồi sao ta? Nắng quá thì lấy đi thấu để thì lại cho ngủ. Thôi gia đình mình vô đây đi ngồi cho nó để cho em tham quan ra sao được không? À, được. Anh Sang đi với em với. Ở chỗ này là mình nuôi gà vịt đó hả? Đó là gà của bà mẹ. Nước sinh hoạt đây. À, nước sinh hoạt. Trời ơi sao khổ dữ à. Dạ, nhà như vậy đó. Ở không được. Còn cái này là sao? Dạ, cũng dính liền. Nhà của em không nó mở không được, giờ cũng ra vậy đó. Cô bác quý anh chị thấy nè, cái vách này cô bác quý anh chị. Cực khổ ghê không? Ôi ôi nhìn một cái ha, cái màn hình của mình là che không hết, gọi không hết luôn á. Bây giờ giới thiệu coi con tên gì con nói chú nghe rồi. Con tên Ngọc. Con học lớp mấy rồi? Dạ con có học, chưa có học. Con mấy tuổi? Dạ con 11 tuổi. Con 11 tuổi. Mà con chưa có đi học hay là con không được tại đi học? Không hả? Để cho bé nó. Sao con nói thì sao? Tại vì con không có giấy khai sinh. Ủa sao không có giấy khai sinh ta? Con không biết. Rồi con hồi đó giờ con có biết chữ không? Không biết chữ luôn. Con có thích được đi học không? Thích được đi đến trường giống các bạn không? Hay là thích đi bán vé số giống mẹ? Con thích đi bán không? Thích hả? Con thích đi bán không? Tại sao không thích đi học mà thích đi bán? Tại vì bán tiếp nội. Bán tiếp nội. Đi học rồi nội ở nhà chịu không? Dạ. Nội ở nhà nội không đi bán, nội đi nội ở nhà nội nuôi họ, nội không đi bán, con được đi học con chịu không? Dạ con cũng muốn. Thiệt không? Muốn không? Muốn chú cho đi học. Rồi bé nào nói chuyện được nữa đâu. Con tên gì? Dạ con tên Nhân. Ô dạ thưa không ngoan quá ta, con tên Nhân à? Dạ. Nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi. 7 tuổi. Nhân 7 tuổi rồi. Nhân Nhân có đi học không? Không. Dạ không chứ. Rồi Nhân hàng ngày Nhân làm việc gì? Nhân ăn cơm chưa? Dạ lòi. Lòi, con ăn cơm lòi. Sáng con cơm gì vậy? Sáng con ăn cơm với thịt gà. Ồ, thịt gà ở đâu mà có mà ăn, nói cho chú nghe ơi. Bà nội mua. Bà nội làm gì bà nội có tiền nội mua? Dạ người ta cho. Ừ, nói rồi. Tại dạ. Sao? Dạ. Tại sao nội làm gì có tiền mua? Mới có tiền mua. Ừ, con có thích đi bán vé số kiếp mọi không? Có. Lớn lên muốn bán vé số hay là muốn đi học? Ta muốn đi bán vé số. Thôi đi học đi. Chịu không? Dạ. Ừ, rồi qua đây Quý nè. Rồi, con nó đứng nói đàng hoàng đi con. Con tên gì? Con tên Quý, Thành Quý. Gì giỏi vậy? Quý. Thành Quý. Quý năm nay nhiêu tuổi rồi? 16. 16 tuổi. Sao Quý không nhìn lên chú, nhìn thẳng lên chú ơi. Con thích được đi học không Quý? Hả? Con muốn đi học không? Muốn. Ủa hả? Còn mẹ bên đây nói chuyện không được rồi. Ôi em nói thật với chị ha. Chị là người Kinh mình luôn hả? Hay là người... Chị là người Khmer đúng không? Nãy em nhìn là em biết rồi. Thật ra thì em nãy nhìn là em biết chị là người Khmer. Chị ở huyện nào? Gì xã Long Bình đó dưới đó. Xã Hòa Bình dưới. Đó Hòa Bình dưới. Dưới bên Bắc An Hòa. Bắc An Hòa đi lên chút. Người Khmer. Anh Sang là người dân tộc Kinh. Người Kinh mình ha. À, người Kinh mình. Ừ. Sáng nay gia đình mình ăn là bà đi xin đó hả? Bà đi xin về đó hả? Ngày nào bà cũng đi xin cơm về hay sao? Đúng rồi, ngày nào bà cũng đi xin cơm về cho ăn đó. Nếu như mà bà xin cơm không được thì sao? Dạ, bữa thì bà xin cơm không được thì phải về nấu cơm ở nhà ăn, có bậy có bạ thì ăn. Ừ. Cái bữa ăn cơm mà ngon nhất từ trước giờ là mình ăn với gì? Ăn ngon nhất thì ăn được có miếng thịt gà, còn như là mua cá bậy bạ, cá lòng tông mình vài ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn. 20 ngàn cho 8 người ăn. Dạ. Là nấu cho bà ăn luôn. Dạ, thì sao? Nấu vợ chồng con cái ăn hết luôn. Ở qua đây là con nắng con. Ừ. Bây giờ nếu như mà cho các bé đi học chị có chịu không? Vô đây đi anh Sang. Dạ chịu. Chịu hả? Dạ. Gia đình đoàn tụ vô đúng vậy đó. Nhà ví dụ chị anh Sang có một cái ước muốn gì không anh Sang? Muốn được cái nhà mới kiếm vốn nuôi cặp bò nuôi. Muốn được cái nhà. Ờ. Không có vốn bắt bò nuôi. Anh tại sao anh không cho các bé đi học? Tại vì chung quy là cảnh khổ. Ừ? Cảnh khổ. Cảnh khổ, đi học cũng đâu có tốn tiền đâu. Tốn tiền rồi mới này nọ với tờ. Bà già đó đem đi lên Sài Gòn rồi, không có sổ khẩu ở đây, bởi vì không có làm giấy chứng tờ, giấy hay sao. Anh chị có hứa rằng nếu như mà mình sửa được ngôi nhà sang năm có cho bé đi học không? Dạ có. Ừ. Có tiền mới có đi cho bé đi học. Ừ. Ai nói gì? Nhân 7 tuổi. 7 tuổi là anh đây chứ hả? Dạ. Đây đây. Đây là con 7 tuổi, biết rồi. 11 tuổi. Dạ. Các bé đều nói chuyện dễ thương hết à. Dạ. Nói chuyện toàn là dạ thư hết á. Dạ. Nói gì bán số cũng dạ thư với mấy chú mấy cô. Ừ. Chị dạy hay là các bé tự biết? Dạ tự các bé biết luôn. Ừ. Nếu như mà được đi học là để sau này cái cuộc sống của mình còn đổi đời, chứ không lẽ là chị đi bán vé số, anh bán vé số rồi các bé đi bán vé số theo luôn. Dạ, tại khổ. Em hỏi thiệt với chị ha, chị đi bán vé số chị thấy nắng chị cực không? Dạ em cũng cực lắm. Dạ. Mà con cái không có vốn, phải gán bán. Ừ. Đất đây là đất của mình luôn hả? Đất của nhà mình luôn anh Sang? Đất là đất nhà, đất của ông bà để lại. Ừ. Rồi chia ra bên ông anh con của người bác bên bển nữa, rồi bên đây cũng nữa. Ở trên này là mình bà nội ngủ. Dạ. Còn dưới đó một cái giường đó là 7 người ngủ. Dạ. À, em mà không hiểu là mình bán vé số như vậy thì mỗi mà lần mà sanh các bé đó thì sao ta? Lần thi sanh thì không có tiền thì bà vợ chồng mới đi chạy đi mượn. Bà vợ chồng chạy mượn hả? Không, bà vợ chồng mới chạy bóng mượn rồi mới dắt về. Ừ. Chứ cũng không có tiền nữa. Chạy mượn đầu này đợi mượn đầu kia vậy đó. Rồi sanh có nghĩa là mượn tiền sanh rồi sanh xong rồi bán vé số trả. Dạ đúng rồi, bán vé số trả lại cho người ta. Mỗi lần sanh một bé vậy tốn chi phí bao nhiêu chị biết không? Dạ cũng triệu mấy, đứa triệu mấy. Mình sanh ở trạm của trạm xá cái bên chứ mình không có lên bệnh viện lớn hả? Lúc trước sanh đây trên trạm xá mà. Ừ. Tại vì hồi đó có bà mụ đó. Ừ. Bây giờ là bà mụ giờ không còn nữa. Ngày xưa là sanh mụ vườn. Là có nghĩa là quý này là sanh mụ vườn hả? À. Dạ. Mụ vườn không. Có khu vực mình là chạy sanh trên thành phố. Khó sanh. Dạ khó sanh lên chạy hay lên thành phố sanh. À, còn quý là sanh mụ vườn. Dạ đúng rồi. Tại nhà luôn. Dạ. Chị và anh chỉ có một ước muốn duy nhất đó là có nhà cho các bé đi học thôi. Dạ. Nếu như mà có vốn nuôi bò thì anh sẽ nuôi bò, còn chị sẽ làm gì? Bán số tiếp tục hả? Dạ. Nghỉ hả? Nghỉ cái nghề gì mà buôn bán ở trong cái nhà hết. Ừ, bán trái cây đồ đặt giặt đồ với bán xây đá miếng. Em hỏi thiệt ha, chị bao nhiêu ký? Dạ. Chị bao nhiêu ký? 3 mấy ký à. Nhìn là biết rồi. Ờ. Thiệt luôn á. Em chị nói chị 35 tuổi mà em giật mình á. Dạ, 3 mấy ký à. Từ đó chừng 20 mấy tuổi, mấy ngày nay nó 20 mấy. Bữa nào khóc quần ao quần ếch trên xóm chả chứ. Có nghĩa là bán vé số không hết khóc hả? Dạ bán hết không ai mua thì khóc. Sợ ơn. Khóc rồi lấy tôi mẹ tao mua. Chứ không giao số là. Đâu chị đếm coi coi còn nhiêu tờ. Bữa nay không khóc rồi. Cái ông hồi nãy chỗ quán nước mình ngồi đó là bữa nào ông cũng mua tiếp. Nhìn cái tướng chị là thấy lam lũ à. Cái tay của cô chị Trang, cô bác của chị thấy. Tay cho chú coi nè, cái tay chân nè, xẻ con xẻ hai tay gì đó. Úp lại, lỡ gì nó giò nữa kìa. Nó bị nổi đó, nó mà không có tiền đi trị bệnh. Thôi ngồi đi, ngồi đây cho vui hả? Chỗ mát, ở trước thấy nóng quá à. Hay là ngồi đây hay là ra trước? Đây hồi trước cũng vậy mà đây cũng vậy. Dạ. Còn 75 vé. 75 vé, bán thiếu rồi nha. Bán thiếu không? Dạ, 75 vé là nhiêu tiền ta? Dạ, 750. 750. Bán thiếu nha. Cười gì đây? Hả? Bán luôn đây. Đi chơi thôi. 75 vé cô bác quý anh chị. Hồi sáng giờ thì chị Trang đã bán được 25 vé. Dạ. Là 250.000. Dạ. Còn 75 vé vào thời điểm này là 1 giờ chiều. Nếu như mà không bán hết cái tờ vé số này đó thì chị sẽ khóc hả chị? Nếu như mà không hết bán vé số này đó thì những đứa trẻ này sẽ không có cơm ăn. Nếu như mà buổi xin cơm từ thiện là mình chỉ xin buổi sáng thôi hay sao? Dạ, xin buổi sáng. Ừ. Rồi thôi em thiếu đi, mai mốt ghé làm trả nha. Dạ, cũng được. Được là sao? Được hay không được? Cũng dạ, được. Dạ được. Rồi, vô kế vô đi. Rồi, sát vô con. Với mẹ nè. Rồi, đón gia đình đón tủ với bác. Bên đó có cái võng kìa, ngồi đó im hơn á. Rồi đó hay ngồi đây anh Sang. Ngồi đâu cũng được. Ở đâu cũng được nữa hả? Dạ. Rồi nhỏ này xích trước. Cô bác bên chị thấy chỗ này nuôi gà nuôi vịt nè. Khổ ghê á. Mong ước lớn nhất của anh với chị đó là có được cái gì? Có ngôi nhà hả? Rồi ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi quý. 75 tờ vé số của bác quý chị. Em ủng hộ hết cho nha. Thiếu rồi, cảm ơn gì. Thiếu cũng cảm ơn nữa. Nói chung là hôm nay được chị tên gì ta? Mỹ Châu. Ôi chị nghệ sĩ, chị Mỹ Châu giới thiệu với Bùi Hồ nên Bùi Hồ cảm thấy tương lai của các bé à. Nếu như mà đi bán vé số nữa thì mù mịt hết à. Muốn thay đổi được cái cuộc đời của mình đó thì mình phải cho con mình đi học nha. Thì em sẽ mua hết 75 tờ nha. 75 tờ là 750.000 đúng không? Nè cái này nè em gửi nè 1 triệu cho các bé ăn bánh nha. Còn cái này là tiền này là của anh được ở Hồng Ngự gửi cho mình thêm 1 triệu. Số đó tiền kia thì chị cứ giữ, tiền đó em mua số. 1 triệu đó là của anh được ở Hồng Ngự á, gửi cho mình. Hoàn cảnh mình khó khăn quá. Chiều nay mình mua món gì ngon nhất ăn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. 85 tờ mua tiếp là giàu. Ôi, 85 tờ nữa hả? Dạ. Tại vì cô điện về bên Long Xuyên chở bé này về. Hai bà cháu đi bán rồi bà. Đây bà. Bà còn 85 tờ nữa nè, cô các chị. Bà đếm coi kỹ chưa? Dạ, đếm lại đi. Bà thiếu 1 tờ là con không có chịu luôn nha. Con mua hết tiền con luôn thôi à. Còn tiền đổ xăng là được rồi. 85 tờ là 850 phải không? Bà ngồi đi con nè, con gửi cho bà luôn nè. Chiều nay một là mình là thành đại gia luôn của bác anh chị ơi. Còn hai là mình đại thịt. Là 1 triệu nè bà. Mua hết cho bà luôn á. Đủ chưa? Dạ, còn 250.000. Ồ, thiếu hả? Dạ. Thiếu thiệt rồi. Hết tiền luôn hả? Vậy không có tiền cho chị luôn rồi. Nè bà. Dạ, vậy cảm ơn. Có thối không? Không, bà khỏi thối con. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chiều chúc con trúng số. Trúng độc đắc. Thôi con sợ trúng số lắm, trúng số dễ thay đổi lắm. Tại hôm nay con hết tiền rồi, con mua xong là còn hết tiền luôn hả? Bệnh hay gì? Bệnh nó khờ khờ vậy đó. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 72 rồi. Bà 72 tuổi. Đi bán vé số là bao nhiêu năm rồi bà? 30 năm nay rồi. Ông ta biến nằm chỗ của đi bán vé số. Dạ. Rồi kiếm ăn, sáng quẩy vỏ đi bán vé số, bữa nay cho gạo rồi cho đồ ăn thay về nuôi mấy đứa này. Dạ. Lấy cơm từ thiện rồi về ăn. Dạ. đi dắt. Nói thiệt với bà luôn á, con không có chơi giấy số. Dạ. Con không ít đánh giấy số. Không. Vậy, chú ủng hộ giùm. Con ủng hộ giùm. Mà mai mốt con dọn chúng lại con cho bà tờ nha. Dạ. Đổi đời nha. À, cho gạo anh. Thích gạo. Thích gạo hơn. Dạ. Thích gạo. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây giới thiệu với cô bác về hoàn cảnh của anh Sang với lại chị Trang. Hai vợ chồng cùng với là một người mẹ già phải cưu mang 5 đứa con nhỏ. Ở đây thì qua đây thì cũng không có biết nhiều về cái hoàn cảnh của chị. Hôm nay thì đến đây gặp hình ảnh của bác của chị, thấy các bé nheo nhóc. Các bé có một cái ước muốn đó là được đi học, không cùng mẹ bán giấy số nữa. Rồi anh với chị thì có ước muốn có một cái ngôi nhà nhỏ để tạm đủ che mưa che nắng. Em hứa một dạ che tấm mì xu chút xuống, cái vợ chồng ngủ ướt hết trơn à. Em thấy vậy tôi mua mấy tấm tao bên ngoài, tôi che đem ngoài cái dạng cho nó ngủ. Em hứa một ngày gần nhất em sẽ quay trở lại, cố gắng vận động mạnh thường quân sẽ giúp gia đình mình có một cái. Bây giờ mình có cái nền sẵn thì mình che tôn lên thôi. Che tôn lên được rồi, che tôn lỗ này cho nó ở được rồi. Anh Sang nói gì không anh Sang? Cô không biết gì nói gì giờ. Cảm ơn với mình nữa, mạnh huynh cho giúp đỡ gia đình cũng được. Dạ. Cảm ơn. Thôi cố gắng nha, em mong thời gian sau thì những lần qua đây tiếp theo thì sẽ hỗ trợ gia đình mình được phần nào thì hỗ trợ, và gia đình mình phải cố gắng năm sau. Năm nay cũng lỡ dở rồi, năm sau cho các bé đi học nha. Thì em chỉ khuyên là vậy. Tài sáng nào cũng phải giỏi đi bán giấy số ngày nào á. Tính đi lên á, nói công an là cho mấy đứa này. Giờ con này nó không có chứng minh mà nó không có giấy kết hôn, người ta không có cho làm, không có vô khẩu nhà tôi. Nói thật gì chứ việc ăn thôi cũng khó, nó chi là việc đi học. Đúng không? Đó, trời vô ăn sáng nấu nồi cơm khi nào ăn để lại cho nó ăn. Rồi bữa nào chạy trên khúc chẳng cũng khóc bù ngao cũng. Lát nữa em đi bán lại. Cơm để lại cho ăn đó, cho con nó ăn rồi tôi mới đi. Không nói chị em mình đi bán cái số. Thôi, thưa bà con về. Dạ, con tạm bà chiều nay nghỉ sớm. Dạ. Hôm nay có dư được một ít tiền mua nấu một nồi thịt heo cho các bé ăn. Dạ. Em nhìn chị yếu xìu à, gương mặt xanh xao hết à. Nha anh Sang, chiều nay mình được nghỉ sớm rồi. Mình đi mua thịt kho hộp vịt ăn bữa nha. Không sao đâu, mai mốt hết. Mình cứ cố gắng làm ăn thì trời sẽ không phụ lòng mình. Và điều đặc biệt là mình đừng bao giờ chữa trộm nữa nha. Chữa chính thức, đừng chữa trộm. Thôi em chào tạm biệt gia đình mình, em về nha. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ, chúc gửi lời thăm mấy. Dạ, không sao. Dạ, chúc bà sức. Cảm ơn chú, rồi cảm ơn hai cô này. Cố gắng là mình giữ gìn sức khỏe nuôi các bé cho tốt nha. Hẹn một ngày gần nhất mình sẽ gặp lại nha chị nha.